Triệu Lệ Dĩnh xuất thần, diễn Như Liên Đồng trong phim mới. Phần cảnh điên loạn, phiêu như xuất thần của Triệu Lệ Dĩnh trong phim điện ảnh sắp công chiếu. Năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh hoạt động khá sôi nổi ở lĩnh vực phim điện ảnh. Sau phim Dục Hỏa Chi Lộ, cô tiếp tục có dự án mới sắp công chiếu là Tâm Sự của Kiều Nhiên. Theo nhà sản xuất, tác phẩm này sẽ chính thức ra rạp vào ngày 26 tháng 10 tới. Trong phim này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ thủ vai Kiều Nhiên, một nhân vật bề ngoài là một nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng thực ra cô đang phải đối mặt với nguy cơ hoán đổi danh tính với chị gái mình. Đoàn phim cũng vừa hé lộ nhiều tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh. Cô gây bất ngờ khi để tóc ngắn cá tính, gương mặt sắc lạnh. Đáng chú ý, cảnh Triệu Lệ Dĩnh phê pha, điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc được đánh giá là vào trạng thái xuất thần. Trong một buổi phỏng vấn với báo chí, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng dùng chữ ảo giác để miêu tả nhân vật Kiều Nhiên do chính cô đảm nhận. Điều này cho thấy đây sẽ là một nhân vật phức tạp và tồn tại mâu thuẫn sâu sắc giữa những bản ngã độc lập trong tâm trí. Sau khi đoạn trailer mới nhất được đăng tải, các từ khóa liên quan tới phim như Triệu Lệ Dĩnh để tóc ngắn công chúa, phim Tâm Sự Kiều Nhiên đã đạt gần 50 triệu lượt xem. Đồng thời, chỉ số nhiệt trên WeChat của nhân vật Kiều Nhiên tăng gần 8.000% so với ngày hôm trước, tên phim cũng tăng hơn 56% độ hot. Điều này đã chứng minh sức hút không phải dạng vừa của Triệu Lệ Dĩnh khi lấn sân sang địa hạt điện ảnh. Không chỉ thay đổi đa dạng tạo hình, trong Tâm Sự của Kiều Nhiên, Triệu Lệ Dĩnh còn đảm nhận một kiểu vai mới lạ với rất nhiều những góc khuất nội tâm. Kiều Nhiên chịu nhiều áp lực trong công việc khiến cô nghiện rượu và thuốc lá. Như vậy, khả năng cao khán giả có thể chứng kiến những phân cảnh nổi loạn, căng thẳng từ Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên vốn xây dựng hình tượng gái ngoan tập trung phát triển sự nghiệp. Tâm Sự của Kiều Nhiên được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên. Ngoài hai nhân vật chính, phim còn có sự tham gia của Hoàng Giác, Đồng Bảo Thạch. Trong đoạn trailer chính thức, người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nội dung hồi hộp, hấp dẫn và khó đoán. Tâm Sự của Kiều Nhiên kể về cô gái lớn lên trong một thị trấn nhỏ vùng biên giới Vân Nam. Sau nhiều năm nỗ lực, cô trở thành nữ minh tinh nổi tiếng, nhưng phải chịu áp lực nặng nề. Bất ngờ, một tin nhắn nặc danh tống tiền gửi đến đã khiến cho quá khứ một lần nữa được mở ra, trở thành bóng ma tâm lý với Kiều Nhiên, Triệu Lệ Dĩnh. Đồng thời, cô cũng tiếp đón người chị gái 17 năm không gặp, Tần Chỉ Lôi. Nhiều năm thất lạc, hai chị em gặp nhau trong không khí thiếu hòa hợp, có những toan tính và nghi ngờ phía sau. Những cuộc nói chuyện vòng vo, tin nhắn đe dọa, tiếng còi xe cảnh sát đã dần hé lộ mối quan hệ đằng sau của họ.